Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Do mẹ em bị khiếm thị nên em mới nghĩ ra là hiện tại cái người cần giúp nhất là những người khuyết tật với lại người khiếm thị. Hồi nhỏ em không có hiểu biết, em lúc nào cũng để mẹ tránh xa bạn bè hết, bởi vì em ngại, em sợ bạn bè chê cười mình. Nhưng mà tới khi mà em lớn hơn một chút thì em mới nghĩ là trước đó mình rất là sai, em muốn bù đắp lại hết. Thật sự thì nguyên bản là Huân hát một bài và mẹ Huân hát một bài. Nhưng mà tới cái phút chót á là nghe em nói là mẹ em bệnh. Cái thật ra em chỉ mong muốn là mẹ em đứng đây. Tại vì em biết mẹ em mê ca hát từ nhỏ. Nhưng mà không biết sao thì nói chung là tiếc là tiếc, không đưa mẹ được đến tới đây. Em cứ đi hoài như vậy em không sợ nguy hiểm hả? Dạ em sợ chứ. Em sợ mang dịch về cho mẹ, tại mẹ cũng lớn tuổi. Nhưng mà ban đầu em có xin là cho em ra riêng thì mẹ không chịu, mẹ không cho. Thì sau cái một đêm nói chuyện với mẹ thì mẹ em nói là ừ vậy thì mẹ cho bé làm. Mẹ em nấu luôn hả? Dạ mẹ em nấu được, mẹ em gì cũng làm được hết. Em thiệt cái gì mẹ em cũng làm được. Nên em cứ nghĩ trong đầu là nếu mẹ em mắt sáng á, mẹ em làm được nhiều thứ lắm. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.